Jeremy, người đàn ông đầy nước mắt. Jeremy được sinh ra trong một gia đình tôn giáo tại xứ Juda. Cha của ông Hinkia đã là thầy tế lễ. Gia đình ông sống với cùng Anatot, cách thành Jerusalem không xa. Ở vùng Anatot, cách thành Jerusalem không xa, có lẽ bố mẹ Jeremy nghĩ sau này ông sẽ trở thành một thầy tế lễ, nhưng Chúa đã sắm sẵn cho ông điều dự định khác, nhiều dự định khác. Vào thời điểm Jeremy được hạ sinh con dân của Đức Chúa Trời không theo lời Ngài, hầu hết con dân từ nhà vua cho đến dân dân thường nhờ thờ cúng những thần không có thật, thậm chí ngay trong thánh điện của Chúa. Đây là trong thánh điện của Chúa họ thờ tà thần, thần không có thật đây nè. Khi Jeremy là một thanh niên, Chúa đã phán với ông. Chúa bảo, Jeremy, ta đã biết con trước khi con lọt lòng mẹ, và ta đã có kế hoạch cho con. Ta đã có kế hoạch con sẽ nói lời tiên tri từ ta. Tiếng gọi của Chúa làm Jeremy sợ hãi, ông òa khóc. Ôi lạy Chúa, thật con chẳng biết nói chi, vì con chỉ là con trẻ. Ông không phải một đứa trẻ vì ông đã 20 rồi, nhưng Jeremy không cho rằng ông có thể nói lời tiên tri từ Chúa để chống lại những điều ác đang ở quanh ông. Chúa trấn an Jeremy, con đừng sợ, con chỉ đến những nơi nào ta sai con đến và sẽ nói mọi điều ta truyền cho con nói, vì ta hằng ở cùng con để giải cứu con. Ngay sau đó, Chúa đã làm một điều vô cùng đặc biệt. Chúa chạm tay mình lên miệng Jeremy. Chúa ban cho Jeremy sức mạnh, sự can đảm và sự khôn ngoan. Jeremy đi rao giảng một cách táo bạo, nhắc nhở dân chúng rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ và muốn cứu giúp họ. Nhưng không ai chịu lắng nghe ông, kể cả nhà vua. Thậm chí nhiều thầy tế lễ rất giận dữ và đòi ông phải từ bỏ công việc rao giảng về Chúa. Lúc bấy giờ có rất nhiều vị tiên tri giảng cho rằng Jeremy đang lừa gạt mọi người. Khoảng 100 năm trước đó, Jeremy đã cảnh báo cho mọi người rằng vương quốc phía Bắc Israel sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời, kẻ thù của họ là người Assyria đến chế ngự và chiếm đoạt vùng đất ấy, đuổi tất cả dân chúng Israel đến những vùng rất xa xôi hẻo lánh. Chỗ này không có hiểu là sao. 5 năm trước cái gì? Jeremy. Và bây giờ đến lượt người dân Juda, vương quốc phía nam, họ cũng đã lìa bỏ Chúa. Quân địch đã sẵn sàng hành quân. Liệu Chúa sẽ cho phép con dân mình bị chế ngự và cũng bị đưa đày? Dân chúng tin vào các thần tượng của họ. Liệu các thần tượng của họ có thể giải cứu họ khỏi bàn tay kẻ thù không? Không, chỉ Chúa mới có thể giải thoát cho họ. Dân chúng rất căm ghét Jeremy. Họ lập mưu để giết ông, nhưng Chúa đã ra tay bảo vệ đầy tớ của Ngài. Cuối cùng, Chúa đã phán điều gì đó mà khiến Jeremy đau buồn. Chúa phán, đừng cầu thay cho dân này, vì ta sẽ không nghe khi chúng kêu cầu ta trong giờ hoạn nạn. Jeremy đã cảnh báo với nhà vua rằng người sẽ thua trận khi đấu với quân lính Babylon, và vua rất tức giận và quăng Jeremy vào ngục. Dẫu cho đang ở trong ngục, Jeremy vẫn tiếp tục rao giảng và tin tưởng nơi Chúa. Sau khi được thả ra, Jeremy lại tiếp tục truyền giảng. Đối vua và dân chúng rằng họ nên quay về với Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài. Lần này nhà vua giam Jeremy vào tầng ngục sau tối đầy buồn, nhưng Chúa lại hiện diện trong trái tim nhà vua. Do đó nhà vua bí mật giải thoát cho Jeremy và hỏi ông rằng Chúa muốn nhà vua làm những gì. Jeremy trả lời, ngươi sẽ bị đi đày và Chúa phán ngươi sẽ sống. Quân lính Babylon nhanh chóng chiếm được Jerusalem và toàn bộ Juda. Chúng đập phá các tường thành và cung điện rồi thiêu đốt mọi thứ. Chúa phán các con dân của Ngài phải bị đày khoảng 70 năm.
rồi sau đó Ngài sẽ đưa họ trở về vùng đất hứa. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119 câu 130.